Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh của Bá Hùng Audio. Ở phía bên tay phải góc dưới của màn hình chúng ta có một nút đăng ký màu đỏ. Khi nhấn vào đó là quý vị bạn đã đăng ký kênh của Bá Hùng Audio và sẽ luôn nhận được nhanh nhất, sớm nhất những video mới nhất của shop Bá Hùng Audio. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Clip này em xin phép test cặp loa JBL-L150. Có thể nói đây là một cặp loa chơi rất đa năng và những căn phòng rộng sẽ đáp ứng rất tốt. Cặp loa này sẽ đáp ứng rất tốt cho anh em chơi. Hiện tại phối ghép với cặp loa này em sẽ ghép với chiếc âm ly Denon S10 35 mã Limited có giá là 31 triệu và chiếc đầu CD Denon S10 35 mã giá là 19 triệu, cặp loa giá là 31 triệu 500. Có thể nói mức giá rất là tốt. Anh em nào đang nghiên cứu dòng loa JBL cây thì đây là một cái lựa chọn tối ưu cho anh em. Ở tầm giá trên dưới 30 triệu thì chắc chắn không có một cặp loa nào hơn cặp này ở tầm tiền đó. Đó. Bây giờ xin mời anh em cùng thưởng thức một đoạn nhạc. Thank you.